Tân dung lực lượng tàu Việt Nam vừa giáp mặt tàu Trung Quốc trên biển Đông. Đầu tháng 7, theo báo cáo và những hình ảnh của Hải quân Mỹ, họ đã phát hiện cuộc giáp mặt giữa tàu của một lực lượng Việt Nam áp sát tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc trên khu vực biển Đông, khiến giới quan sát phải chú ý. Hình ảnh sau đó được truyền thông báo chí, mạng internet lan truyền do Hải quân Mỹ cung cấp. Một sự kiện thu hút được rất nhiều chú ý trên Biển Đông, thời gian gần đây đó là việc tàu tác chiến ven bờ của Hải quân Hoa Kỳ, mang số hiệu USS Gabriel Giffords, LCS-10, trong một chuyến tuần tra đã bất ngờ chạm mặt tàu khảo sát địa chất Hải Dương 4 của Trung Quốc, cùng một tàu tuần tra của kiểm ngư Việt Nam đang áp sát và bám đuổi, tạo áp lực với tàu Trung Quốc trong một khoảng cách cực gần. Trong ảnh là tàu chiến Mỹ bất ngờ chạm mặt tàu Hải Dương 4 Trung Quốc, số 1 và kiểm ngư Việt Nam số 2 dân mạng bình phẩm rằng nhờ hải quân mỹ mà chúng ta mới biết được cuộc chạm trán và thái độ quyết liệt bảo vệ chủ quyền của lực lượng kiểm ngư việt nam đối đầu với các tàu khảo sát địa chấn trung quốc xâm phạm chủ quyền trên thực tế đây là việc làm thường xuyên hàng ngày của các lực lượng chấp pháp việt nam Kiểm ngư Việt Nam được thành lập ngày 25 tháng 1 năm 2013, theo Nghị định số 102 trên 2012 trên NDCP đến nay đã vừa bước qua tuổi thứ 7, là lực lượng chuyên trách thuộc Tổng cục Thủy sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. Kiểm ngư Việt Nam có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý sớm vi phạm pháp luật và thanh tra chuyên ngành thủy sản trên các vùng biển Việt Nam. Bên cạnh đó, kiểm ngư cũng sẽ bảo vệ, hỗ trợ, cứu hộ cứu nạn ngư dân gặp sự cố trên biển phối hợp cùng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển cùng thực hiện giữ gìn toàn vẹn lãnh hải và chủ quyền quốc gia. Lực lượng kiểm ngư bao gồm các chi đội và chi cục đánh số từ 1 đến 5 đặt dưới quyền quản lý trực tiếp của bộ và các đội kiểm ngư các tỉnh đặt dưới quyền quản lý của các sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh. Cục kiểm ngư có trụ sở chính đặt tại thủ đô Hà Nội. Kiểm ngư bao gồm 3 chi đội chủ lực được đánh số là chi đội số 2, 3, 4 và 2 chi cục bao gồm chi cục 1 và 5. Các chi đội và chi cục này được phân chia khu vực tương tự như các vùng hải quân. Chi cục 1 và 5 có nhiệm vụ bảo vệ, tuần tra, thi hành luật nghề có trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ và Vịnh Thái Lan. Chi đội kiểm ngư số 3 đóng tại Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Chi đội có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ, thực thi pháp luật Việt Nam trên biển với khu vực biển từ Quảng Bình đến Bình Định bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và các bãi cạn. Đơn vị được biên chế một tàu tuần tra cỡ lớn KN2011, bản cải tiến của tàu tuần tra đa năng DN2000, hơn 16 tàu tuần tra KN750 và hơn 20 tàu tuần tra TK1482C. Chi đội kiểm ngư số 2 đóng tại thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chi đội có nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ, thực thi pháp luật Việt Nam trên biển đối với khu vực biển từ Bình Thuận đến Bạc Liêu, bao gồm các nhà giàn đi cây, các mỏ dầu khí và khu vực thềm lục địa phía đông nam Tổ quốc đơn vị được trang bị một tàu tuần tra cỡ lớn KN-2011, hơn 16 tàu tuần tra KN-750 và hơn 20 tàu tuần tra TK-1482C. Dù là lực lượng trên biển non trẻ nhất Việt Nam hiện nay, tuy nhiên kiểm ngư đã góp mặt trong nhiều cuộc đối đầu lớn giữa Việt Nam và nước ngoài. Chỉ một năm sau khi thành lập, kiểm ngư Việt Nam đã tham gia chống âm mưu hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép của Trung Quốc trong vùng biển nước ta vào năm 2014 thời điểm đó cán bộ nhân viên của cục đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn đương đầu với thử thách cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như vậy hiện nay việt nam đã có trong tay một lực lượng chấp pháp cực kỳ mạnh mẽ có tầm bao quát rộng lớn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển có thể triển khai đến mọi nơi trên lãnh hải việt nam đủ sức răn đe tất cả đối thủ nếu xâm phạm đến chủ quyền trên biển việt nam là lực lượng có tính cơ động cao sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ khiến đối phương luôn phải dè chừng hy vọng trong tương lai tới kiểm ngư việt nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của nhà nước đầu tư đóng mới thêm nữa những con tàu có trọng tải lớn giúp cán bộ nhân viên có thể bám biển lâu dài an toàn và tạo động lực cho bà con ngư dân thêm phần vững tin nơi đầu sóng ngọn gió